Chào các bạn, giờ hai đang ở nhà, mới rửa mặt xong. Bây giờ thì đang chườm lạnh để da đỡ rát và bớt đỏ. Bác sĩ có dặn Hải là chườm trong vòng 24 giờ liên tục để da nó mau hết đỏ. Chườm thì đã lắm, mát. Hai vùng má này hơi rát nè, phải chườm kỹ một chút xíu. Còn mấy nốt đỏ nè. Đây là những chỗ mà bác sĩ bóc tách sẹo cho Hải. Bây giờ thì nhìn nó hơi kém thẩm mỹ chút, nhưng mà thôi ráng chịu khó để mai mốt da nó cải thiện và mịn hơn. Xong bước bước chườm lạnh á, thì mình sẽ lấy cái gạt mình lau khô. Rồi sau đó thoa PRP đi ngủ. PRP thì mỗi người sẽ có ba cái ống giống vậy. Hãy để hai ống kim hãy để trong tủ lạnh rồi. Mang thêm một cục nước đá lên nữa, chứ không thôi là cái này nó để ra ngoài mà không có lạnh thì sẽ hư liền. Rồi cái này mình sẽ thoa hai lần vào buổi sáng buổi tối, xen kẽ với lại kem dưỡng ẩm Ma Được Ma để mau mau lành. Bây giờ chườm lạnh xong rồi á thì hy vọng là cảm giác bây giờ thì là bớt bớt rát chút. Rồi mình đi ngủ thì sáng ra thì sẽ hy vọng là sẽ đỡ hơn. Với lại hồi nãy trước lúc ăn cơm thì cũng đã, sau khi ăn cơm chứ, là cũng đã uống thuốc rồi, đúng theo toa của bác sĩ, trong đó có thuốc kháng sinh và kháng viêm uống để chống nhiễm trùng. Hải cũng rất là mong đợi vào cái kết quả lần này, hy vọng là sẽ có một làn da láng mịn. Bye bye mọi người.